cho cái hộp này vô. Rồi, bây giờ mình mới xỏ vào cái này. Chắc chắn là đúng rồi, không có gì sai hết. Cứ continue như vậy thôi. Có picture xem xét học sơ qua rồi mùa cũng ra. Có thể em coi internet, online, YouTube họ dạy. Có thể mua sách về đọc. Có những người người ta không cần lên lớp, người ta vẫn làm được. Cũng tùy ha. Lên lớp thì mình có cái căn bản, có cái basic. Còn mình không lên lớp thì mình chỉ làm sơ. Hoặc là mình phải coi trong YouTube họ dạy á. Có nhiều nơi họ bán hàng họ dạy luôn cho mình làm. Nhưng mà mình thì thích lấy lớp học đàng hoàng ha. Nhưng mà mùa chả bao giờ làm xong hết. Chết làng đừng nữa phone. Trong cái hình picture trong phone của nó có đúng không nha. Xong rồi mình làm cái này xong mình sẽ làm cái earring nữa cho nó matching. Xong mình sẽ luồn vào trong này. Nó mới có 1, 2, 3. Giờ để cho mình chắc ăn, mình sẽ check trong phone. Wow, được quá ha. Matching rồi ha. Ok, bỏ to lên xem nè. Đó, không, cũng đúng ha, không có gì khác hết. Rồi, để qua một bên làm tiếp.
Ok, mình đã được ba cái cục này nè nè, 1, 2, 3. Thì bắt đầu mình luồn cái 12 cái bạc vô. Cái hộp silver vô ha. Ok. Mười hai cái silver nó nằm ở đây nè. Đây, 12 cái silver này. Bắt đầu mình luồn 12 cái silver này. Video này chắc mình làm mình xem ai mà kiên nhẫn mà xem. Không có ai kiên nhẫn hết á. Chỉ có người nào thích thôi. Lên lớp rồi phải trả tiền á. Mới đầu nói thiệt không bà cô bà chị á, cái nào mình cũng nói it's not easy, it's not easy. Đối với mình mới đầu không khó à, nhưng sau everything ok mà phân nữa chứ. Bà cô bà nói là ai học lớp này họ cũng thích nữa. Cái này làm cho mình nhớ lúc mình hồi còn bé, mình học ở lớp mẫu giáo ở trường Vinh Sơn ở Ba Mê Thuột. Cái người ta cho bít đinh, mình nhờ mẹ mình mua cuộn chỉ đỏ và mẹ dẫn đi học trường Vinh Sơn. Lúc đó mình có 4 tuổi. Cái trong lớp cô giáo phát cho mấy cái bít, cái mình làm xong mình là giải nhất. Đem lên cô dơ được cho mọi người xem. Ô, cô này làm có cái sáng tạo. Không biết chỗ này có đúng không nha. À, mình phải check lại. Mở form lên check lại. Cái này thì mình không có sáng tạo gì hết. Cái này là mình copy form cô giáo. Mình lên đây mà. Ok, quá đúng. Không có gì sai hết. Nè, các bạn có thấy ngay đây không? Đó. Thì mình cũng đã làm đây với 12 cái bit. 12 cái silver đó. Coi cho rõ nha. 12 cái silver ở trong cái phone cũng là silver ngay đó. Silver, ok, đúng rồi. Thế là con đường mò của mình đã đi tới đúng đường. Ok. Cô giáo mà dạy cho học trò như vậy thì cô giáo khỏe. Học trò này thông minh, không có tốn nhiều thời gian. Đi học này không phải giống như học chữ. Học chữ thì mệt chứ học cái này thì có gì đâu mệt, vui muốn chết. Học chữ khó chứ học mấy cái này không có gì khó hết nữa, chỉ có kiên nhẫn thôi. Kiên nhẫn là mẹ của thành công. Phải không? Hình như sai rồi đó. Hộp này vô đây là sai rồi, lấy ra. Hộp này 2, 4, 6, 8, 10, 11 rồi. Hèn chi nó dư 1. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Mình phải cần 12 cơ. Nên mình phải lấy ra. Mình bỏ thêm hộp vô trong đó. Làm lộn, làm lại. Nè, thiếu 12 cục đó. Mình đếm trong phone thôi chứ ai biết đâu. Rồi, đếm trong phone không có chắc. Nếu mà có cái dây chuyền ở đây thì mình an tâm hơn. Nhưng mà không có, mình phải đành đếm ở trong phone. Thì cũng không biết luôn.
xong xong góc bên này rồi thì bắt đầu nối vô cái cây này nhé. Đó, cái cây này cái dây chuyền này giống của đúng cho mấy người Ấn Độ, không phải là Ấn Độ mà là cái người mà da đỏ. Giống như dây chuyền cho da đỏ, nó có mấy cái hột này cho nên mình tưởng tượng da đỏ, rồi mấy cái dài dài nè. Đó, chắc kiểu của da đỏ. Ô mốt đơn cái dây chuyền của mình rồi đó. Okay. Bắt đầu xong mình phải cho luồn, xong rồi đó mình lại luồn vô đây. Ok, đó, mình luồn vô đây. Rồi mình đi một đường nữa, sắp xong rồi. Coi như dây chuyền của mình xong rồi. Một tí nữa là xong. Xanh. Thiếu một cái nè. Nhỏ quá nó rớt. Bắt đầu bỏ cái anh này vô. Mình xếp lên cái bảng, mình xếp dư. Mình làm sắp xong rồi, tiếng đó là mình xong rồi đó. Sắp xong rồi. Mình xếp bị dư, dư thì dư còn hơn thiếu ha, dư tốt, thiếu thiếu không tốt, thiếu mất công. Rồi đó, bắt đầu mình mới xỏ vào anh này nè. Đó,
Thấy xong chưa? Nó đã gần xong rồi đó. Xem nhé. Hôm này để sáng quá nên không thấy cái gì. Bên này mình đã xỏ vào cái đoạn cuối rồi. Bây giờ mình chỉ cần xỏ hai cái cục này vô nữa là xong. Thì mình crimping nó ha, là coi như mình xong cái dây chuyền. Ok. Bây giờ mình phải crimp. Xỏ anh này vô. Mình nghĩ là crimping trích bỏ vô trước đó ha. Giờ hai cái crimping. Cái đoạn cuối này nó thật ra là phải nhờ có bà cô dạy, nhưng mà bây giờ không có bà cô, mình mò. Mò có đúng không? Vô lớp mình sẽ xem coi phải làm cách nào. Mình nghĩ là cho cái khuyên này trước vô. Giống như mình đã từng làm bông tai. Xong mình mới cho cái anh này vô. Cái anh này nè. Đó. Khuyên trước bỏ vô đây rồi ha. Cho coi cho rõ nè. Mình mới bỏ cái khuyên mình trúc vô đây. Thấy không? Nằm đây nè. Đó. Đó. Mình mới bỏ nó vô đó. Thấy ha? Đó. Bắt đầu mình mới bỏ anh này vô. Mình mới bỏ cái anh này vô. Phải không? Rồi mình mới bỏ thêm một cái khuyên mình trúc vô nữa. Là cái này. Đó. Là ba anh nữa ha. Sợi dây của mình dài quá, dư uổng. Xong mình mới bỏ anh này, mình mới lấy anh này ra đây. Đó. Mình mới vòng ngược lại. Bắt đầu mình mới vòng ngược lại. Mình mới luồn ngược trở lại. Luồn ngược trở lại cái túp. Đây là khuyên minh trúc nè, phải không? À, cái cây đó mất tiêu rồi. Cái này là khuyên minh trúc nè, phải không? Đó. Sự cái này là cái hạt bẹt ha. Mình mới vòng ngược trở lại đây. Thì chọn ở dưới này cũng đã có một cái khuyên minh trúc rồi. Vòng ngược trở lại đây. Rồi mình vòng ngược trở lại cái khuyên trúc nữa. Tất cả là hai cái khuyên minh trúc nha. À. Đó, các bạn thấy không? Cho coi lại lần nữa nha. Cái này ở đây đã có một cái khuyên minh trúc. Mình đã vòng ngược sợi dây lại. Và đây là hai cái hộp và một cái khuyên minh trúc ở đây. Xong mình mới kéo sợi dây xuống. Cái sợi dây xuống mình khuyên nó lại là xong sợi dây chuyền của mình. Kéo thiệt là chặt vô. Đúng ra mình nên có một cái anh nhỏ nhỏ ở đây chặn lại tốt hơn nè. Chứ không anh luồn cái là vô mất tiêu. Khúc cái trúc chạy vô trong cái này để nó mập quá. Đây, ở đây là gặp cho bồ. Giờ nó chạy cái trúc vô trong này rồi. À, đây nó ra rồi. Đó. Mình mới kéo cho nó sát lại. Lấy sợi dây nha. Mình để everything cho nó vừa để mình đo. Giống như mình đo cái sợi dây á. Mình khuyên nó lại rồi mình cắt bỏ thôi ha. Cái giai đoạn này chắc là giai đoạn khó đây. Giai đoạn cuối cùng á. Kết thúc nó cái chọt vào trong này à. Cho nên nghĩ á. Thay vì làm vậy mình để thêm một cái hộp tròn bẹt ở đây là maybe ok hơn.
thì nó không có lọt vô. Tại cái lỗ này nó quá là giờ mình lại phải kéo nó ra để kiếm cái cục nó chạy ra. Ok, xong rồi mình khuyên cái chỗ này nữa. Khi mình khuyên cái này với khuyên chỗ này là mình xong dây chuyền nha. Lát nữa mình làm vậy. Ok, đại khái là coi như xong cái dây chuyền, cái necklace. Cái này là học trò làm mà mò nữa, vừa làm vừa mò. Khi mà khuyên xong mình sẽ cắt cái sợi dây đi. Ok, vậy là xong. Xong sợi dây chuyền. Nếu mà cầm lên nhé, cầm lên không có đẹp. Rồi, tắt đi.